tiếp tục về cho các bác một dàn xe Daewoo mang thương hiệu của Hàn Quốc, số sàn, số tự động, hàng nhập, hàng Việt, hiện đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm một trong những mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc hiện đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng Đoàn Nghị bên em, hãy cứ nhấc máy lên alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và trước màn hình nhỏ của quý vị và các bạn, đây là một mẫu xe Chevrolet. Vâng, Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze sản xuất trong năm 2013, mang phiên bản số sàn, khối động cơ 1.6 máy xăng, đeo biển kiểm soát 88A. Đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze. Vâng, sản xuất 2013 các bạn nhé, 2013. Số sàn, động cơ 1.6, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Vâng, không taxi, không dịch vụ. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin, vâng, máy số thì rất là ngon, chạy thì rất là đầm chắc các bác nhé. Giá tiền chỉ loanh quanh hơn 200 triệu đồng một chút. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất 2013, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, cứ alo cho em. Form dáng của em nó thì rất là đẹp, form dáng thì không bao giờ bị lỗi thời các bác nhé. Vâng, giá tiền chỉ loanh quanh hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Có lộc lá cho các bác và có bao hồ sơ gốc về cho các bác nhé. Và tiếp tục đây là một mẫu xe, này là mẫu xe, cũng là mẫu xe Chevrolet Cruze các bác nhé. Đấy, đeo biển kiểm soát 98A, biển Bắc Giang. Vâng, sơn xi màu đen xịn sò nguyên bản theo xe, trang bị Larabook túi khí cũng như ABS đầy đủ luôn. Giá tiền của chiếc này thì là 205 triệu đồng. Đấy, chỉ có 205 triệu đồng, có lộc lá cho các bác. Đấy, lộc cho các bác 5-10 triệu khi đến xem xe trực tiếp bên em. Đấy, nội thất à. Đấy, rất là đẹp luôn, màn hình Android 2, túi khí an toàn. Mẫu xe Chevrolet Cruze, vâng, sản xuất 2013 các bác nhá, em có một đôi. Đấy, hai con 13 luôn. Đấy, nội thất thì rất là đẹp, nội thất ghế da hai màu, sơn xi màu đen xịn sò, biển kiểm soát 98A. Đấy, 45467 các bác nhá. Đấy, sơn xi màu đen Larabook 4 bánh, túi khí ABS, chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Tiếp theo đây là một mẫu xe Chevrolet Cruze sản xuất 2010, số tự động, động cơ 1.8 máy xăng, biển kiểm soát Bắc Linh, quê hương Quan Họ. Đấy, một mẫu xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng, mang nước sơn màu đen, form dáng thì rất là đẹp luôn. Form dáng của em nó thì không bao giờ bị lỗi thời các bác nhé. Giá tiền của chiếc này là 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng cho một mẫu xe Chevrolet Cruze. Sơn xi của nó là rất là đẹp luôn. Đấy, sơn xi màu đen xịn sò. Vâng. Đấy, biển kiểm soát Bắc Linh, hệ thống đèn pha rất là đẹp luôn. Đăng kiểm đến tháng 8 năm 2024. Đăng kiểm thì bên em mới đăng kiểm mới tinh rồi các bác nhé. Các bác mua về chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Nội thất ghế da xịn luôn các bác này. Đấy, màn hình đầy đủ rồi. Ghế da xịn, đấy, lót sàn 3D 5D các bác nhé. Lót sàn 3D 5D OSK luôn. Đấy, giá tiền thì chỉ có 215 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe Chevrolet Cruze 2010, đấy, mang phiên bản số tự động, khối động cơ em nó là 1.8 máy xăng. Mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về các bác nhé, hàng nhập khẩu nguyên chiếc này. Đấy, bản này nó là bản đặc biệt, bản 8 túi khí an toàn, bản xuất Trung Đông. Giá tiền chỉ có 198 triệu đồng. Vâng, chỉ có 198 triệu đồng. Quý vị và các bạn đã sở một mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về, bản 8 túi khí, bản đặc biệt, bản xuất Trung Đông các bác nhé. Sơn xi thì màu đỏ rất là ok luôn. Đấy, sơn xi màu đỏ, form dáng thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Loạt xe này thì form dáng của nó thì không bao giờ bị lỗi thời luôn. Đấy, nội thất ghế da xịn luôn các bác này, ghế da xịn sò các bác nhá. Đấy, ghế da xịn sò. Đấy, bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đấy, túi khí an toàn, 8 túi khí luôn. Vậy thì quý vị và các bạn nào mà cần tìm được một trong những mẫu xe Daewoo, đấy, form dáng thì rất là đẹp luôn, mua về chạy gia đình, đấy, rất là ok luôn các bác nhá.
Thái Sơn Si màu đỏ rất là đáng yêu, biển kiểm soát Thái Bình. Thái Bình quê lúa các anh nhá, Thái Bình quê ta. Thái Bình là đất ăn chơi. Và tiếp theo đây là một mẫu xe Daewoo Lacetti. Con này nó là bản SE số sàn, động cơ của nó là 1.6 thôi. Động cơ của em nó chỉ với 1.6, hàng nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Giá tiền con này chỉ với 175 triệu đồng, đời 2010 luôn. Hai túi khí an toàn, màn hình Android, cũng có cả cam nồi đầy đủ luôn. Đăng kiểm đến tháng 11 năm 2023. 175 triệu đồng, có lộc lá cho các bác 5 triệu các bác nhá. Lộc cho các bác 5 triệu, bao hồ sơ cho các bác. Tư nhân một chủ, sử dụng từ mới luôn. Một chủ từ mới các bác nhá. Sơn si thì màu đen rất là ok. Biển kiểm soát 17L 0681. Sơn si thì ok rồi, các bác mua về việc đổi xong mà sử dụng thôi. Daewoo Lacetti bản CDX, sản xuất 2008, số tự động, động cơ 1.6 máy xăng, đeo biển kiểm soát Bắc Giang 98A. Sơn si màu xanh đã được độ lên bộ tem thì rất là bắt mắt. La răng giống nào bằng mây bách luôn các bác nhé. Giá tiền của con này thì bên Đoàn Nghị đang chào bán với giá là loanh quanh chỉ có 180 triệu đồng cho một mẫu xe Daewoo Lacetti bản CDX, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về. Con này thì nó chỉ có hai túi khí an toàn thôi. Còn con kia nó là 8 túi khí các bác nhá. Màn hình Android, có cả cam nồi. Túi khí ABS chống trơn, chống trượt và chống bó cứng các bác nhá. Nội thất ghế da xịn luôn. Một mẫu xe nhập khẩu nguyên con, vâng, chỉ có 180 triệu đồng, có bao hồ sơ, có lộc lá cho các bác. Đeo biển kiểm soát Nghệ An, vâng, 37A. Mẫu xe Daewoo Lacetti, vâng, con này nó là Lacetti không phải Cru các bác nhá. Biển kiểm soát Nghệ An, sơn si thì màu ghi xám rất là ok. Hiện tại con này thì bên em đang chào bán với giá là cũng là 175 triệu đồng, đời 2010. Nội thất lót sàn 3D, 5D đầy đủ luôn. 175 triệu đồng, có bao hồ sơ cho các bác. Bao hồ sơ, bao luôn cả vận chuyển luôn. Miễn phí tiền ship cho quý khách hàng. Vậy thì quý khách hàng nào mà đang cầm tiền để một mẫu xe form dáng thì rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Form dáng đẹp, vâng, không bao giờ lỗi thời. Alo cho em. Vâng, giá tiền chỉ có 175 triệu đồng. Daewoo Lacetti bản SE đời 2010. Số sàn, động cơ 1.6, biển kiểm soát 28, biển Hòa Bình. Hòa Bình ơi các bác nhá. 28A02492. Với giá tiền của chiếc này thì cũng chỉ có 175 triệu đồng, đời 2010. Số sàn, động cơ của nó là 1.6. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó ăn chỉ với 7 lít xăng trên 100 cây số các bác nhá. Vâng, chỉ có 7 lít xăng 100 cây số mà chở được 5 người. Sơn si màu bạc xịn luôn, xe tư nhân chính chủ, gia đình sử dụng. Nội thất ghế da hai màu, màu đỏ và màu đen. Bàn phím tích hợp trên mô đăng, màn hình Android, gương kính chỉnh điện, cụp xe. Mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc về mà giá chỉ có 175 triệu đồng thôi. Mẫu xe phải nói là ngon, bổ, rẻ. Vâng, nhập khẩu thì tôn vỏ của nó rất là dày. Một mẫu xe Cru các bác nhá, Cru 2013 này. Cũng có 205 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ có 205 triệu đồng quý vị và các bạn đã sở hữu một mẫu xe trèn về nắp Cru đời 2013, số sàn, động cơ 1.6 máy xăng, biển kiểm soát 2 củ lạc 88A. Vậy thì quý vị và các bạn nào đang cần tìm một trong những mẫu xe mang thương hiệu Hàn Quốc, hàng nhập, hàng Việt, số sàn, số tự động, form dáng thì rất là phong cách thể thao, alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em, hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.